Trong sinh hoạt của người phương Đông, chắc chắn không thể thiếu đôi đũa. Đôi đũa không chỉ đơn giản là một vật dụng chuyên dùng để gắp thức ăn, mà còn là một nét văn hóa do ông cha ta truyền lại, ẩn chứa nhiều nội hàm thâm thúy mà con người ngày nay ít ai biết đến. Nội hàm ẩn chứa bên trong đôi đũa quen thuộc. Từng có nhiều giai thoại về đôi đũa từ xa xưa như Phạm Tiến Trung trong Nho Lâm Ngoại Sử kể rằng, sau khi mẹ mất, ông vì muốn giữ đạo hiếu, không dùng đũa bạc, đũa ngà, mà chỉ dùng đũa tre trắng để tỏ lòng hiếu thảo với mẹ. Đũa bạc thường được sử dụng trong các gia đình đế vương để nhận biết thức ăn có độc hay không. Thời xưa khi gả con gái, đôi đũa phải là một trong những của hồi môn, mang ý nghĩa mâu sinh quý tử. Sau khi một người qua đời, đũa cũng là thứ không thể thiếu ở cõi âm. Người ta nói rằng các vong linh ở cõi âm phải sử dụng đũa để ăn. Đường Huyền Tông từng đưa đũa cho tể tướng Tống Nhân Kinh, khen ngợi tính tình ngay thẳng như đũa của ông. Công chúa Vĩnh Phúc vì không muốn tuân theo mệnh lệnh của cha mình, đã bày tỏ quyết tâm của mình bằng cách bẻ gãy đũa, thà gãy không cúi đầu. Không chỉ vậy, đôi đũa còn hàm chứa nhiều hàm ý sâu xa về mối liên hệ giữa trời đất và con người. Một đôi đũa thường có chiều dài 7 thốn 6 phân, khoảng 24cm, đại biểu cho con người có thất tình lục dục. Chiều dài khoảng 24cm là độ dài vừa phải, thuận tiện cho việc tự chọn món hoặc đãi khách và phân cho con cái. Đối với một đôi đũa thông thường, phải có một đôi hai chiếc âm dương phối hợp, hai cái hòa làm một, thiếu một cái cũng không được. Ngoài ra, đôi đũa được thiết kế có một đầu là hình tròn, đầu kia là hình vuông. Khi dùng đũa, đầu tròn sẽ được dùng để gấp rau ăn cơm, mang ý nghĩa là bầu trời. Đầu còn lại, hình vuông, sẽ được cầm trong lòng bàn tay, tượng trưng cho đất. Hàm ý của một đôi đũa có ý nghĩa là trời tròn đất vuông. Ăn bằng đũa đồng nghĩa với nhắc nhở con người rằng có cơm để ăn là dựa vào sự ban tặng của đất trời. Mặc dù đồ dùng để đưa rau và cơm vào miệng là tượng trưng cho trời, nhưng đồ bên đất phải do chính con người nắm bắt. Giống như con người, nếu không nắm chặt đũa, đũa sẽ rơi xuống đất. Ngoài ra, cũng nhắc nhở con người cần phải xem thiên thời địa lợi, nắm bắt cơ hội tốt, trồng trọt đúng lúc và đúng nơi thì mới có thể thu hoạch ngũ cốc, từ đó mới ấm no. Đây cũng chính là nội hàm và ý nghĩa sâu xa của việc dùng đũa. Khi đang ăn, việc con người dùng đũa cào cơm, há miệng ra mép bát để thuận theo phía đũa đầu tròn, tượng trưng cho trời mà đưa thức ăn vào miệng, như thế sẽ dễ dàng ăn hết thức ăn trong bát mà không bị đổ ra ngoài dù có nhắm mắt. Đây cũng là lời cảnh báo mọi người cần phải thuận theo thiên thời và không được nghịch với thiên thời. Chỉ cần kính trời, thuận theo thiên thời thì việc có cơm ăn sẽ không thành vấn đề. Có người bất kính với trời, mở miệng ra là than trời không thuận với mình. Cũng giống như khi mọi người đang ăn, một số người cứ bận rộn nói chuyện, không muốn cầm đôi đũa đại diện cho một bên trời để gắp cơm. Cuối cùng khi tất cả mọi người đã ăn no, người này ngừng nói chuyện phím thì mới phát hiện trên bàn không còn gì để ăn nữa rồi. Những điều cấm kỵ khi dùng đũa. Đũa đã trải qua lịch sử mấy nghìn năm và được lưu truyền cho đến ngày nay, nên có rất nhiều người chú ý đến các nghi thức và kiêng kỵ trong dân gian trong dùng đũa. Ví dụ, đôi đũa sẽ được coi là vật tốt lành và xuất hiện trong các nghi thức đám cưới. Đôi đũa tượng trưng cho những điềm lành như sinh con đẻ cái, hạnh phúc, sống hòa thuận. Cũng có nhiều quy tắc sử dụng đũa, chẳng hạn như không dùng đũa mà gõ vào bát. Dân gian có câu gõ bát đũa xin ăn cả đời. Không dùng đũa chỉ vào người khác, điều này tượng trưng với việc trách người, mắng người,
là một điều rất tối kỵ. Khi ăn cơm dùng đũa chỉ vào người khác cũng là không lễ phép. Việc ngậm đũa bằng miệng trong khi ăn cũng được cho là điều không nên. Lấy đũa mà chọn tới chọn lui những món yêu thích cũng được xem là thiếu tu dưỡng và vô cùng phản cảm. Không dùng đũa bị ngược đầu với nhau khi ăn sẽ mang đến cảm giác bụng đói cấp bách. Việc dùng một chiếc đũa để đâm thức ăn trên đĩa hoặc dùng hai chiếc đũa làm một để dùng là điều cấm kỵ. Hành vi này được coi là một hình thức làm nhục những thực khách ngồi cùng bàn. Trong bữa ăn, những đôi đũa có độ dài ngắn khác nhau không được để trên bàn, dẫn đến tình trạng ba dài hai ngắn. Điều này rất không may mắn, cũng có nghĩa là cái chết.